giáo huấn. Nhớ ơn tổ ấm sinh thành, có cây, có gốc, có cành, có hoa. Nhớ ngày 13 tháng 3 là ngày sinh nhật ngày ta ra đời. Năm nay tuổi ngoại 60, con cháu cháu vui tươi một nhà. Anh em trên thuận dưới hòa, đến xuân trường thọ là ta vui lòng. Nay nhân gió mát trăng trong, ta đây khuyên nhủ với dòng vân vân. Ở cho có nghĩa có nhân, đem câu đạo đức suy gần rộng ra. Vì người, người lại vì ta, thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh. Mà trong kinh tế gia đình, đừng nên lãng phí coi khinh của đời. Chia tiêu vừa đủ thì thôi, vung tay quá trớn lỡ rồi tay không. Phải nên tính toán từng đồng, điều hòa vừa đủ phải trông mà làm. Vệ sinh gìn giữ an toàn, lau chùi sạch sẽ phong quang cửa nhà. Thể thao thể dục mọi khoa, ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân. Sớm khuya văn hóa chuyên cần, gia công học tập dần dần tiến lên. Tòng quân nghĩa vụ dân quyền, giữ nhà giữ nước giữ miền đất đai. Góp công góp sức góp tài, bên trong có ấm thì ngoài mới êm. Gia phong con giữ lấy nền, mọi điều giáo dục kể nên còn dài. Ta nay tóm tắt mấy lời, khuyên con chớ bỏ hoài nghe con.